chi chị Xuôi? Ở trong nó nóng gần chết. Anh biết ra thôi, tôi không biết ra ngộ. Bà hay quá ha, bà đi ra đi trong Xuôi làm gì? Không, tôi ở đâu? Bà coi như tôi chết rồi đúng không? Tôi chưa nói ông cái vụ tự nhiên vô cái chỉ vô trong kia chỉ này, bà Xuôi kêu đẹp quá ha. Tôi chỉ cho bạn vô vui đẹp quá kìa. Bà hay quá. Tôi rung chân cái chân rồi đó ông Xuôi. Rung chân là do nãy tôi chèo. Mấy anh chút sáng em mới chèo vô mặt tôi rồi. Trời ơi, mấy một chút máy chèo nó tán vô mặt tôi. Tôi quýnh quá, tôi xếp tôi tán cái máy chèo vô mặt bả lời vậy, cái mặt tôi như cái mền luôn rồi. Để ghi hình các bạn. Ở trong nhà chúng tôi đề nghị là những người của ban tổ chức chúng ta sẽ dời bên để chúng ta làm việc rồi. Chúng tôi không cần những người đó nữa. Thấy thị huy đó. Bây giờ vậy nè, bây giờ nó có một vấn đề nằm chỗ vậy nè. Chúng ta phải có cảnh không thể thiếu trong một cái đám cưới đó là cầu phong. Chưa. Nghi thức. Nghi thức. Đám hỏi. Rước dâu. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ là rước dâu là từ nhà gái rước về nhà trai mới đại tiệc. Sao anh? Còn đây là hiện tại đang nhà gái thì chính chúng ta chỉ có là nhóm họ thôi. Dạ cho nó thôi, mình cho nhà trai đi qua rước để cho vô ăn luôn. Rồi bây giờ vậy, nhà trai đi qua rước rồi trong cái làng lễ gia tiên chưa kịp rước về thì mình đãi ăn. Đãi ăn. Còn cái nhóm họ coi như là mình quên đi. Dạ. Nhưng mà bây giờ là hiện tại là cũng rất là trễ rồi. Dạ. Thì cái cảnh rước dâu thì cũng rất là phức tạp bởi vì xuồng chạy. Không sao, ví dụ mà lỡ nó có sụp tối thì mình quay cảnh như là mình rước cỡ 3-4 giờ sáng được á. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là hệ thống thiết bị ánh sáng rất khó để phục vụ cho việc ghi hình. Đó. Mình lấy điện thoại quay luôn. Rước dâu có nhiều khi đúng cái giờ tốt mới được rước, nhiều khi 12 giờ rước dâu hợp lý. Rước dâu giờ đó. Gia đình ta cô giờ cô ngày đám ma là hạ nguyệt kỳ ơi. Cho nên bây giờ mình phân bổ lao động thì camera sẽ có rất là nhiều để ghi hình các bạn. Mọi người hiểu không? Hiểu rồi. Thì bây giờ là ông Xuôi, bà Xuôi là chắc chắn phải vô thay đồ và chuẩn bị rồi. Để lên ghe. Đó. Lên ghe. Cô dâu chú rể là cô dâu phải make up sẵn, đứng nít ở trong cái buồng cái nào quay phóng ra là hấp nhang liền. Trời ơi. Có đeo cái mạng che mặt gì không? Chú rể là phải make up xuống dưới ghe để coi như là ghe để coi như là tới ông dâu, ông Xuôi, bà Xuôi bên vợ là đứng sẵn chờ. Rồi. Đó. Bên chú rể là em là bên đi rước dâu nè. Em là bên chồng. Rồi. Thì MC đúng không? Là MC giới thiệu kể cả chúng tôi xin giới thiệu nhà gái hiện tại có gì vậy đó. Rồi, có bạn gì đó. Dạ. Rồi. Thì còn lại là trong thời gian mà chuẩn bị thì Thúy Ngân với Bích Phương với lại Negit Vinh Lập Isaac với lại Isaac Hồ Vinh An là phải hỗ trợ về chúng ta sẽ nhờ những cái bộ phận hỗ trợ này ban tổ chức gia chúng ta là để hỗ trợ sắp xếp bàn ghế sẵn rồi trà tiệc trong khi sẵn. Dạ. Đây là một đám cưới thì hồi xưa nó thiệt lòng á, nó cũng loạn xả hết chứ không có thể là người ta có bao nhiêu tháng để người ta chuẩn bị một cái đám cưới, còn mình chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ còn nói bao lâu nữa, tại vì 5 giờ chiều không kịp xuống ghe để em hết chạy rồi. Rồi thôi thay đổi MC. Để lẹ cho đi với dâu. Ba má chú rể chuẩn bị thay đổi xuống ghe. Chị ơi em MC đó chị ơi. Rồi chào đánh em rồi. Kiểm tra. Ủa, điện biển gì vậy? Gì vậy? Điện biển gì vậy? Ai viết chữ Cẩm Thơ thành con thỏ vậy? Thơ con thỏ. Cẩm Thơ. Trời ơi, đi cận tôi đọc chữ con thỏ. Ủa, chị Xuôi, chị ra đi chi, chị Xuôi? Ở trong nó nóng gần chết. Anh biết ra thôi, tôi không biết ra ngộ. Bà rồi. Hay quá ha, bà đi ra đi trong Xuôi làm gì? Không, tôi ở đâu? Bà coi như tôi chết rồi đúng không? Tôi chưa nói ông cái vụ tự nhiên vô cái chỉ vô trong kia chỉ này, bà Xuôi kêu đẹp quá ha. Tôi chỉ cho bạn vô vui đẹp quá kìa. Bà hay quá. Biết sao không? Ở đây là nhà hàng xóm hay bị chập CP là nhà mình đắt luôn. Vậy thôi bây giờ dời Gia Tiên ra đây được không? Trời ơi, chị ơi. Trời ơi là trời, chúng tôi tái hiện đám cưới trong vòng có 1-2 tiếng một và giờ cúp điện, không biết khi nào có. Ủa là của ở đây cúp hả anh? Ở đây bị cúp. Trời ơi. Nhà có đèn cây dọn thấp lên đi làm cho đèn cây làm cho ánh đèn. Sinh nhật. Quang ơi.
cho xin miếng nước đi mà anh ơi. Ủa rồi vợ anh xui đâu mà bỏ anh xui ngồi đây mình ôm buồn đi. Đây nè, bà qua đây, bà qua đây, bà qua đây. Bà hay quá, bà qua đây nè, bà ngồi đây. Lớn rồi phải giữ nề nếp chút xíu. Tính hỏi là nước ở đâu tôi qua lấy cho miếng nước uống chứ tôi có lấy anh xui đâu mà ông hay. Nói chung là đẹp làm cái đám cưới này nó kinh khủng á. Chứ phải giỡn đâu, sau này làm đám cưới thì biết. Mệt mỏi lắm. Anh đang nói ai? Đây, đây, đây nè. Ờ, dàn dưới này thôi chứ. Tôi rung chân hết trơn rồi đó ông Xuân. Rung chân là do nãy tôi chèo. À mấy anh chút tán em mới chèo vô mặt tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, mấy một chút máy chèo nó tán vô mặt tôi. Tôi quýnh quá, tôi xếp tôi tán cái máy chèo vô mặt bả lời vậy, cái mặt tôi như cái mền luôn rồi. Rồi chị anh đi gần nhắc nhở chừng nào có điện. Không biết chừng nào có điện, tại ở đây trong số người ta mà. Nó sập TV thiệt. Chắc mình quá tải á. Hay là mình đốt đèn dầu mình làm luôn đi. Cái vừa rồi thưa quý vị là không phải kịch bản đâu nha, nó sập TV thiệt. Sập TV bên nhà người ta thiệt. Lâm ơi. Sao ông tưởng là chúng về ngày vui hai hò chúng ta. Đứng ra. Ủa đã rồi. Có hình để kia. Mẹ chụp anh. Không gắt nghe rồi. Là phải tận tương lai để là thợ ảnh họ chụp cũng đáng. Bữa sau đừng mướn thằng chụp hình cứ bên shop bên kia nữa nha. Sao vậy? Nó chụp hình cháu mà nó ổn đó. Thì bên anh muốn kia là phải bên tôi. Chúc mừng ngày vui hai hò chúng ta. Món quà kỷ vật gọi là mừng vui. Và bây giờ xin mời chú rể hãy cùng trao nhẫn cho cô dâu. Sao ý ta là cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau nó gọn hơn. À, dạ xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng trao nhẫn. Em xì không có dấp cái đám cưới này dấp dữ lắm. Ngày vui hai hò mừng ngày giật. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Ngày vui hai họ mừng vui. Món quà kỷ vật gọi là mừng vui. Gọi là mừng vui. Ngày vui hai họ chúng ta. Món quà kỷ vật gọi là mừng vui. Và bây giờ sẽ là nghi thức trao nhận cưới của cô dâu và chú rể. Đám cưới thiệt em muốn, em không muốn là làm MC. Khoan khoan khoan. Trước khi con trao nhẫn cho chồng con, ba dặn con luôn. Dạ. Cái nhẫn này là tính ước. Khi đã trao rồi là không rút ra được. Khi đã trao rồi là không rút ra được. Mình chỉ một lần duy nhất trong đời thôi. Hồi xưa ông nội cũng vậy, tới ba cũng vậy, giờ tới con cũng vậy. Đâu có nhẫn ba đâu bà. Đâu có nhẫn ba đâu bà. Tôi cũng... Đây 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 đây. Một cái. Nhẫn ba đây. Ừ, ba đây. Tôi cũng có vài lời muốn nói với con trai tôi là đã đeo nhẫn cưới vô rồi là không thể nào tháo ra được. Dù sau này con có làm ăn thua lỗ như thế nào, có vả lắm cũng phải để nguyên trong ngón tay mà không bán nha con. Ủa sao nè, mẹ nè, nói tao chuyện xui không vậy? Ba nhẫn nè. Dạ. Có gì mẹ con nói là đi cầm thôi chứ đừng có đem bán. Không có cầm bán nữa, phải để vậy. Cái gia đình tiêu cực. Không có lỗi, phải giữ cái nhẫn cưới. Rồi bây giờ xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Rồi, có ghi hình để giữ làm kỷ niệm gia đình nha. Dạ rồi. Chiếc nhẫn này sẽ trao tay ai bây giờ? Trời ơi, làm á. Vô. Vô. Nghi thức bắt đầu. Chào bên phải bên trái ta. Bên nào cũng được. Đeo con cái cũng được. Quen bao nhiêu năm giờ không biết đeo bên nào. Quen bao nhiêu năm giờ không biết đeo bên nào. Có lấy vợ chưa mà không biết đeo món nào. Tôi với bà là đứng lên kể về đám cưới. Thôi hết thời gian, hết thời gian chút. À hết thời gian. Thôi tụi con không có nhu cầu nghe của ba mẹ. Bây giờ là tới lúc là uống uống rượu giao duyên rồi. Chưa. Sao cái đám cưới này nó rối vậy? Rồi. Từ nãy giờ tới không ai rót được ly cà uống. Đây nè. Rồi thôi để cho cô dâu đeo nhẫn lại đã. Có cái miếng nước nào ở trong đây? Rồi. Rồi đeo đi. Tôi mệt rồi nha, nãy phải biết gì tôi không nhận dây cô dâu đâu.